Huyện Hóc Môn là một trong những địa bàn có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Để kiểm soát dịch bệnh, tách F0 ra khỏi cộng đồng, huyện đã thành lập 12 tổ tuần tra lưu động thực hiện test nhanh COVID-19. Và chỉ sau một tuần thực hiện đã có gần 100 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua test nhanh lưu động. Đây là một trong 12 tổ tuần tra test nhanh COVID-19 lưu động của huyện Hóc Môn được đặt tại xã Trung Chánh. Tổ tuần tra sẽ tiến hành dừng các phương tiện, kiểm tra lý do ra đường của người dân và thực hiện test nhanh COVID-19 ngẫu nhiên tại chỗ. Em di chuyển từ quận Tân Bình xuống dưới này, em đang đi giao hàng cho khách. Và đi tới đây thì các anh ấy yêu cầu là dừng xe và kiểm tra test nhanh. Mỗi ngày, đội tuần tra kiểm soát lưu động bắt đầu làm việc từ 8 đến 11 giờ và buổi chiều từ 14 đến 17 giờ. Các tuyến đường tuần tra lưu động sẽ được thay đổi linh hoạt theo ngày. Các trường hợp test nhanh có kết quả dương tính, đội sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức. Đây thì mình kiểm tra ngẫu nhiên thôi, phối hợp với lực lượng y tế. Khi mình dừng người dân lại thì mình kiểm tra cái lộ trình của người dân đi, rồi kiểm tra giấy tờ của người dân, rồi mời người dân vô test để lấy mẫu. Là một trong những địa phương đứng top đầu của thành phố Hồ Chí Minh về số ca nhiễm COVID-19, trong một tuần ra quân, 12 tổ tuần tra đã phát hiện gần 100 trường hợp F0 thông qua việc test nhanh ngẫu nhiên người đi đường và tiến hành phối hợp với các quận huyện truy vết đối với những trường hợp này. Hiện nay là dịch bệnh rất là nhiều nên mình test như vậy là mình nhanh chóng phát hiện được cái ca bệnh trong đây. Điển hình như cô này mới test bị dương tính. Việc triển khai các tổ tuần tra này sẽ giúp huyện kiểm soát tốt hơn tình trạng dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Bởi lẽ, đây là thời gian then chốt triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu chuyển tách cơ bản F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng kiểm soát chuỗi lây lan.